Pusta, zubi. Đi có cái homestay Julie. Cái có người đi đánh bắt cá kìa. Kìa. Thấy không? Có thúng kìa. Còn nó kéo lưới kìa. À. Hello. Tắt đèn này hả? À tắt đèn. Thả lưới xuống xong mới tắt đèn. Dục ra ngoài này luôn nha. Không hả? Ở đó ngoài nước mà. Đi bắt ốc hả? Soi, đi soi gì nhỉ? Thấy mà. Con xuống biển không? Đi. Nhấc chân cao lên. Nè. Nhẹ nhẹ thôi. Nè. Đi theo dưới chân của ba. Đi theo dưới chân của ba nè. Đã đi ra đây còn chân không gì nữa. Nè. Tôi ôm luôn. Có người đi soi gì đó, dọc bờ biển, soi cua, soi cầu. Lại lấy. Cầm tay hả? Cầm tay. Ai giục cát đi, anh giục cát đi hả? Mm-hmm.